Kính thưa quý vị, năm 2018, 6,6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chảy vào lĩnh vực bất động sản, chiếm tỷ trọng 18,6% tổng vốn đầu tư đăng ký và đứng thứ hai trong các ngành thu hút FDI. Đây cũng là nguồn vốn quan trọng cho các chủ đầu tư trong bối cảnh ngân hàng đang từng bước thắt chặt hơn đối với tín dụng bất động sản. Thậm chí theo nhận định của Shovel Việt Nam thì nguồn vốn rót vào thị trường bất động sản Việt Nam năm qua có chất lượng tốt nhất từ trước đến nay. Mời khán giả theo dõi trao đổi sau. Thưa ông, trong năm qua và những tháng đầu năm 2019 thì tại Việt Nam có những cái dự án sử dụng nguồn vốn FDI nổi bật nào ạ? Interest in investing in Vietnam from foreign investors. Thị trường bất động sản Việt Nam hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài trên nhiều phân khúc. Một lượng FDI đáng kể đã được ghi nhận trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất và chế biến trong 2 năm trở lại đây. Kết hợp với cơ sở hạ tầng phát triển đã tạo điều kiện cho bất động sản công nghiệp mở rộng tại nhiều địa phương trên khắp Việt Nam, bao gồm các tỉnh như Hải Phòng, Đà Nẵng, v.v. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng góp phần đem đến một số lượng đáng kể các công ty sản xuất và chế biến từ Trung Quốc mở rộng sang thị trường Việt Nam. Một điều đáng nói là thay vì chỉ tập trung vào các ngành công nghiệp truyền thống, Việt Nam đang ngày càng thu hút các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghệ cao như Samsung, LG, Panasonic, Canon, Intel, v.v. Một phân khúc đang được đặc biệt chú ý trong thời gian gần đây là bất động sản nghỉ dưỡng. Với sự phát triển của du lịch Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đang chú ý đến các sản phẩm nghỉ dưỡng trên khắp cả nước, từ Hạ Long đến Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang cho đến Phú Quốc. Đây cũng là lý do Shovel thành lập một bộ phận chuyên biệt là Shovel Hotel, tập trung tư vấn đầu tư phát triển dự án nghỉ dưỡng cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì các phân khúc văn phòng, nhà ở và bán lẻ tiếp tục thu hút sự quan tâm các chủ đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, thách thức cho hoạt động đầu tư nước ngoài trong những phân khúc này là tìm kiếm một dự án chất lượng với quyền sử dụng đất minh bạch rõ ràng để các chủ đầu tư nước ngoài có thể nhanh chóng tiến hành hoạt động đầu tư và phát triển dự án. Vậy theo ông, đâu là lợi thế lớn của thị trường bất động sản Việt Nam để thu hút dòng vốn FDI ạ? Xét trên khía cạnh đầu tư, lợi suất mà thị trường bất động sản Việt Nam có thể đem đến cho nhà đầu tư cao hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi lãi suất tại Nhật Bản rất thấp, lợi suất của các thị trường bất động sản phát triển như Singapore, Hồng Kông, Đài Loan chỉ khoảng 2-3%, thì các dự án bất động sản chất lượng cao nhất tại Việt Nam có thể đem lại lợi suất từ 7-8%. Đó chính là sức hút của thị trường Việt Nam đối với nhà đầu tư đến từ các quốc gia này. Mặt khác, tình hình hoạt động khả quan của các phân khúc bất động sản cũng làm nên sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam với dòng vốn quốc tế. Phân khúc nhà ở hưởng lợi từ nguồn cầu lớn, xuất phát từ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và tốc độ đô thị hóa mạnh. Phân khúc văn phòng hiện đang ghi nhận công suất cho thuê cao kỷ lục. Hàng đầu tại các quốc gia châu Á là 97% tại thành phố Hồ Chí Minh và 95% tại Hà Nội. Công suất này tạo cơ hội tăng giá thuê và lợi suất cho thuê văn phòng tại hai thành phố lớn của Việt Nam. Tất cả những yếu tố này đang làm nên một thị trường bất động sản Việt Nam rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ông đánh giá như thế nào về chất lượng nguồn vốn này đối với thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua? Tôi đánh giá nguồn vốn vào thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua có chất lượng tốt bởi các nhà đầu tư đều tìm kiếm các dự án với mức rủi ro phát triển tối thiểu. Các nhà đầu tư này hầu hết là các đơn vị phát triển lớn đến từ Singapore, Nhật Bản, các tổ chức định chế đến từ Hàn Quốc và các quỹ đầu tư quốc tế lớn. Nguồn vốn đầu tư vào thị trường bất động sản vì vậy có chất lượng cao và có lẽ là tốt nhất từ trước đến nay. Làm thế nào để tận dụng hiệu quả nguồn vốn FDI này thưa ông? Tuy rằng mối quan tâm đến thị trường bất động sản Việt Nam của các nhà đầu tư quốc tế là rất lớn, nhưng thách thức lớn nhất để biến mối quan tâm này thành hoạt động đầu tư hay sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả là việc giảm thiểu rủi ro đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Mục tiêu các nhà đầu tư nước ngoài là tìm kiếm các dự án có thể nhanh chóng được phát triển và hoàn thiện để đi vào vận hành. Vì vậy, họ sẽ tìm đến các dự án minh bạch, chất lượng cao với các đối tác Việt Nam, có thể hỗ trợ họ trong các quy trình thủ tục về xin cấp giấy phép xây dựng, thương lượng phí sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và đền bù. Đây cũng là điểm mà Shovel có thể hỗ trợ và làm cầu nối cho các nhà đầu tư nước ngoài và các chủ đầu tư trong nước. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi.